Rồi chào các bạn, quay trở lại với fpfroso.com. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cách lên màu mà rất là nhiều bạn đã inbox với mình ở trên trang fpfroso. Đó là cách làm sao blend màu cỏ cháy một cái mà còn phải yêu. Và các bạn có nhiều bạn còn mở ngoặc ra nói là phải nó phải trong, nó phải phù hợp với nhiều hình, nó phải dễ sử dụng và có thể sử dụng được cho hình cưới hoặc là hình chụp kỷ niệm. Thì ok, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cách lên màu cỏ cháy nó nhanh, nó hiệu quả, nó đẹp và dễ sử dụng. Rồi, để làm cái hình này thì mình có cái stock mà các bạn sẽ có thể tải về ngay ở link phía dưới vô website của mình. Mình sẽ có cái link ở đó các bạn có thể tải. Thì stock này của bạn Trần Việt ha, khá là đẹp. Và chụp ở đây thì như mình nói là chụp cỏ cháy, blend màu cỏ cháy thì dĩ nhiên là ở cái stock của mình nó phải có cỏ rồi đúng không? Thì đối với mình, theo mình thấy thì cái dạng blend màu này rất là phù hợp cho những bạn nào làm ảnh cưới ấy. Thật luôn, tại vì nó rất là nhẹ và nó khá là ạt và nó khá là trong đó, chứ nó không có bị đục giống như là một số cái hiệu ứng khác. Rồi sau khi bạn tải về ha, thì bây giờ mình sẽ xóa đi toàn bộ và mình sẽ tiến hành mình làm từ đầu. Mình sẽ no rồi, rồi mình sẽ bỏ đi. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở cái hình này bằng Photoshop Camera Raw. Thì nếu như bình thường các bạn muốn làm nhanh, các bạn thể tải các bạn có thể mua cái bộ Pro Reset của mình giá có 300 ngàn, thì ở trong đó nó có một cái màu cỏ cháy như thế này, mình nhớ đâu đó tầm màu 78 thì phải, thì nó rất là nhanh và các bạn chỉ cần tinh chỉnh. Tuy nhiên nếu các bạn nào muốn dùng Photoshop để cải thiện kỹ năng hoặc là các bạn muốn làm cho nó chuyên nghiệp, nó sâu hơn thì các bạn có thể theo cái video này. Rồi sau khi chúng ta đã mở cái hình lên hình này bằng Camera Raw thì ở đây mình sẽ làm đơn giản một vài cái. Đầu tiên mình tăng contrast lên này. Tiếp theo mình sẽ tăng vibrance lên, để tăng vibrance để mà cho những cái màu xanh lá cây của chúng ta nó nổi lên. Tí nữa mình đổi màu, tại vì khi mà các bạn để ý màu cỏ cháy có nghĩa là bình thường màu cỏ nó đang là màu xanh đúng không, thì mình đổi nó sang phần nó hơi thêm về màu đỏ nâu đó, cho nên là cái màu xanh nó nổi bật lên chút xíu, thì tí nữa chúng ta chỉnh nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Rồi tiếp theo nữa, highlight có thể là mình sẽ giảm bớt đi để cho những chi tiết cái vùng sáng nó lên, shadow mình tăng lên chút xíu. Rồi ngoài ra mọi thứ còn lại mình cảm thấy khá là ok. Có thể là mình sẽ chỉnh lại cái lens correction. Ok, lens correction thực tế mình tắt đi, mình không fix thì mình cảm thấy là ở cái hình nó có chiều sâu hơn, cho nên mình sẽ không sửa lại lens correction. Sharpening mình sẽ tăng độ nét lên chút xíu, tăng giảm noise lên chút xíu. Và ở đây á, thực tế là mình muốn chỉnh, mình có thể chỉnh lại được sau khi mình làm xong, cho nên là các bạn click vào cái link cái dòng chữ ngay phía dưới á, thì nó sẽ hiện ra này. Thì các bạn check vào cái là Open in Photoshop as Smart Objects, thì khi các bạn check vô thì nó sẽ, chúng ta bấm Open Object thì nó sẽ hiện ra cái hình này, nó sẽ mở dưới dạng là Smart Object và chúng ta thể click đôi và chúng ta mở lên bằng Camera Raw, chúng ta có thể chỉnh lại bình thường. Thì đó là cái bước chúng ta chuẩn bị. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta blend màu ha. Blend màu đây thì mình sẽ làm một vài cái bước cơ bản trước. Thì đầu tiên á, mình sẽ làm cái công việc gọi là đổi màu cỏ xanh thành màu cỏ đen nâu, nâu đỏ. Rồi màu xanh thì đây mình sẽ sử dụng cái công cụ là Hue Saturation. Các bạn có thể click ngay phía dưới này, chúng ta chọn là Hue Saturation, hoặc là các bạn vào trong cái layer này, New Adjustment Layer, và các bạn click vô cái Hue Saturation nó cũng sẽ ra. Thì ở trong cái bảng này, trong cái bảng này thì mình sẽ để ý một việc là các bạn sẽ, đây mình mở rộng cho các bạn dễ thấy. Rồi các bạn sẽ vào trong cái phần mà chỉnh Master, các bạn chỉnh sang kênh Green. Ở kênh Green này thì chúng ta sẽ có là chúng ta có thể chỉnh được cái màu của cái màu này, nó sẽ đổi cái màu từ một màu này đổi sang màu khác, chúng ta thay đổi cái vòng xoay hue đó. Thì nếu các bạn nào chưa rõ, các bạn có thể coi cái tool là blend màu mùa thu của mình thì nó sẽ khá là hay. Và ở đây để chỉnh thì chúng ta sẽ, các bạn để ý ha, vòng ở trên này chúng ta sẽ đổi màu mà chúng ta muốn đổi, thì ở đây mình đang chọn là kênh green. Và các bạn để ý một cái sức mạnh của thằng Hue Saturation này là cái thanh ở phía dưới này, thì chúng ta nó cho chúng ta cái vùng chọn cái khu vực mà chúng ta muốn chỉnh sửa.
Thì theo kinh nghiệm của mình, để các bạn dễ định dạng được là khu vực nào chúng ta đang đổi màu, thì mặc định mình sẽ đẩy hết cỡ cái thanh hue và saturation lên để mà cái phần mà thể hiện này là nó hiện rõ lên. Thì đây chúng ta sẽ điều chỉnh đó, thì có thể thấy là ở cái phần nào đang điều chỉnh, cái phần nào nó đổi màu, nó bị sai màu đi á, là chỗ đó chúng ta đang chỉnh vào. Thì chúng ta sẽ đảm bảo được là vấn đề là chúng ta sẽ chỉnh đúng vào cái khu vực mà chúng ta muốn. Đó, thì đây mình chỉnh vào đây này. Phần trên tóc cô dâu thì tí nữa mình có thể xóa đi cho nên là mình không lo lắm. Thì sau khi xong rồi chúng ta click đôi và hue, click đôi và chữ saturation nó sẽ về lại không. Rồi, ở đây mình sẽ chỉnh nó sang màu đỏ nâu. Đỏ nâu có thể là nó sẽ nằm đâu đó ở đây. Rồi, saturation mình sẽ tăng saturation lên để tăng cái độ tăng cái màu lên cho nó ghê chút xíu, nó gắt chút xíu. Còn cái lightness trắng với lại đen á, là chúng ta cho nó độ đậm á, thì mình sẽ cho nó đậm lại chút xíu. Rồi chúng ta sẽ có cái kết quả kiểu như này, khá là ổn đúng không, khá là ổn. Phần màu xanh này phía trên là mình cảm thấy nó chưa ok lắm thì mình sẽ coi lại. Click đôi vào cái thumbnail ở đây thì chúng ta có thể chỉnh lại được. Phần màu xanh có thể là mình sẽ đẩy nó qua bên này chút xíu. Đó, để nó qua cái phần phần ngọn này. Rồi, sau khi xong rồi thì tiếp tục chúng ta sẽ làm công việc nữa là chúng ta tạo cái độ cân bằng ở đây. Cái độ cân bằng thực tế đây là gì? Nếu các bạn nào theo dõi mình từ lâu á, những cái tool mà blend màu mình luôn nói tới vấn đề là đảm bảo cái yếu tố cân bằng. Có nghĩa là ở trong hình này chúng ta đã chỉnh cho cái phần màu xanh lá cây nó chuyển sang màu nóng rồi, thì màu đỏ là màu nóng mà, thì chúng ta phải tạo ra một cái vùng khác nó màu xanh để mà nó có cái sự tương phản và ảnh của chúng ta nó nổi bật hơn, cũng như là nó có chiều sâu hơn và nó tạo cái sự hài hòa cho người xem nữa. Thì đây mình sẽ làm đơn giản là chúng ta sẽ đổi cái phần ở phía trên này này, mình sẽ đổi nó sang hơi phần cyan chút xíu. Màu cyan là màu kiểu như là cái màu đó, kiểu như màu này nè. Đó, màu kiểu như màu này, để nó cân bằng lại với cái phần màu đỏ ở dưới. Thì để làm công việc đấy chúng ta đơn giản thôi, mình cũng sẽ chọn lại cái hue saturation, tuy nhiên ở đây mình không chọn green nữa mà chọn sang phần cyan. Mình cũng sẽ tăng cái độ này lên thì các bạn sẽ thấy là cái khu vực nào chúng ta đang chỉnh tới ha. Rồi, click đôi để nó về không. Ở đây mình sẽ kéo ra đây, chúng ta dễ nhìn. Ở đây mình sẽ chuyển nó đó sang dạng này, tăng saturation lên chút nhưng mà tối lại chút xíu. Rồi, đại khái là vậy. Thì mình sẽ có cái sự cân bằng giữa phần cyan với lại phần red ở phía dưới đúng không? Nó có nóng, nó có lạnh. Thì chúng ta sẽ có cái kết quả kiểu như thế này. Để mình qua lại chút xíu, ở phần phía trên này da của cô dâu tới bây giờ vẫn không hề bị ảnh hưởng. Có thể thấy là chúng ta sử dụng cái hue saturation á, nó chính xác vào những nơi mà chúng ta cần, cho nên là cái công cụ này nó rất là mạnh cho cái vấn đề là chuyển đổi màu á. Rồi, ở đây các bạn thấy nó hơi bị kỳ cục một chút xíu, lý do là vì đang có mưa cho nên là nó hơi kỳ chút xíu, nhưng mà không sao, nó không phải là noise. Đây này, mưa này, trời, chú cô dâu thì cầm ô mà chú rể thì lại phải đi mưa, chơi kỳ. Rồi ok, thì ở đây mình đã có một cái rồi. Tiếp theo nữa là mình có thể là mình sẽ đổi một vài cái chi tiết màu làm sao cho nó ok hơn. Ở đây có thể thấy là phần màu đỏ với lại phần màu xanh thực sự đối với mình nó chưa được đã lắm, cho nên là mình sẽ điều chỉnh nó lại bằng cách mình sẽ vào trong sử dụng là Selective Color ở phía dưới này. Selective Color. Rồi, nếu các bạn nào đang thắc mắc là Selective Color với lại Hue Saturation nó khác nhau cái gì, thì như hồi nãy mình có nói rồi, Hue Saturation là nó đổi cái màu từ màu này sang màu khác. Rồi, còn Selective Color là chúng ta đổi các thành phần màu ở trong một cái kênh màu chủ đạo. Các bạn hiểu như thế này, đó là trong cái phần màu đỏ thì nó sẽ cấu tạo bởi rất là nhiều cái màu khác trộn lại để nó ra màu đỏ. Các bạn hiểu không? Có nhiều màu khác trộn lại nó ra màu đỏ, thì mình căn chỉnh lại, mình thay đổi nó, làm cho cái độ hòa trộn nó khác đi. Ví dụ ở đây mình muốn thêm màu cyan vào phần màu đỏ thì chúng ta có kết quả kiểu như thế này. Đó, nó tối lại chút xíu. Rồi, Magenta là chúng ta sẽ tăng giảm cái, nó giống như là màu tím vậy đó. Đó, mình giảm màu tím đi này. Đó, thì phần màu đỏ chúng ta bị mất hết màu tím đi và chúng ta có cái màu kiểu úa như này, nó khá là xấu. Nên mình chỉ giảm nhẹ thôi. Tiếp theo phần yellow là phần màu vàng ở trong phần này, thì có mình đang nghĩ là có lẽ là phần yellow mình không chỉnh gì nhiều.
và tăng giảm black là cho nó đậm màu hơn hoặc là nhạt màu đi. Rồi tiếp theo đó là chúng ta sẽ sang phần có thể là green, không biết là green còn đây không, có lẽ là không còn. Không còn màu green ở trong này cả, tại vì nãy mình đã sửa rồi. Thì mình sẽ sang phần cyan, phần cyan chính là phần trên này. Thì mình sẽ thay đổi nó, mình sẽ thêm cyan vào phần cyan. Này nó hơi kỳ. Rồi, thêm magenta, thêm hơi màu tím tím một chút vào trong phần cyan. Và black thì có lẽ là mình sẽ tăng black lên. Tăng, có nghĩa là bạn pha thêm màu đen vào trong cái khu vực màu cyan này thì nó sẽ màu nó sẽ đậm lại chút chút xíu. Thì đó, chúng ta sẽ có kết quả kiểu như thế này, nó ổn hơn so với việc là chúng ta chỉ có sử dụng là hue saturation, đúng không, nó có độ tương phản hơn, nó khác hơn. Rồi tiếp theo nữa, để cho nó có độ hơi viên tẹt một chút xíu thì mình thích sử dụng cái curve. Cái curve này thì mình sẽ làm như sau này. Cái phần mà phần cháy sáng thì mình sẽ giảm xuống để cho nó hơi bền cái phần trắng. Đó, phần trắng nó sẽ không có bị cháy. Đây là trước này, đây là trước nha, đây là sau, đây là trước, đây là sau. Nó hơi giảm cái độ tương phản xuống chút xíu. Tuy nhiên cái đó là cái mình muốn. Rồi tiếp theo nữa là phần black thì mình sẽ click một cái trụ ở đây ha, và mình kéo nó lên chút xíu để cái phần tối này. Đây chúng ta tắt đi, các bạn để ý phần tối nha, phần dưới dưới quần chỗ rẻ. Thì đây là khi mình chưa dùng này, đó là màu đen ha. Đây là chưa dùng này. Còn bây giờ mình dùng này, đó thì mình sẽ kéo cái này lên, có thể để ý là cái phần màu đen nó đã sáng hơn ở phần màu đen. Đó, thì chúng ta sẽ làm cho cái hình của chúng ta nó nhẹ nhàng hơn chút xíu, nó không có bị kịch tính quá và nó không quá kịch tính. Rồi, là chúng ta đã cơ bản làm xong. Thì tiếp theo nữa là mình sẽ làm cho nó hài hòa lại với nhau bằng cách chúng ta sẽ sử dụng cái gradient map. Ở gradient map này thì mình sẽ làm đơn giản một cái là phần màu dưới này thì mình sẽ chọn màu có lẽ là màu đỏ cam. Màu đỏ cam nhưng mà nó đậm chút xíu để cho nó chìm xuống. Phần phía trên này thì mình sẽ sử dụng màu cyan. Màu cyan nhưng mà nó sáng chút xíu, màu cyan có lẽ mình thích ở dưới này hơn. Sáng chút xíu và nó hơi vào màu xám. Đó, chúng ta click OK. Thì chúng ta sẽ có kết quả như này, khá là nhìn tạm tạm đúng không? Thì đây mình giảm, mình chọn cái là soft light và chúng ta giảm opacity đi chút xíu. Có lẽ là mình sẽ để khoảng cỡ đâu đấy 30%. Thì chúng ta sẽ có kết quả kiểu như thế này. Đó, thì đây là mình sẽ gom lại ha, mình sẽ gom lại. Chọn tất cả này, mình chọn tất cả layer và chúng ta gom lại, bấm Ctrl G. Sau đó chúng ta có cái group. Thì đây chính là cái mà chúng ta đã chỉnh khá là ổn đúng không? Rồi bây giờ mình có thể mở bất kỳ một cái hình nào khác lên và mình sẽ test thử với các bạn là ở cái màu này như vậy liệu nó đã ổn thật chưa. Tăng vibrant này, tăng contrast này và thử open luôn. Rồi bây giờ blend màu nhanh nha. Nãy giờ mình hầu như chưa sử dụng cái layer mask hay là cái gì cả, mình chỉ đơn giản là tạo ra bốn cái adjustment layer thôi. Cho nên là bây giờ mình chỉ cần sử dụng move tool để mình kéo thả cái group này qua sang một cái hình khác thì chúng ta sẽ có kết quả kiểu như này. Khá là ổn đúng không? Và rất phù hợp cho hình cưới, có thể thấy là nó có độ cân bằng, nó có hầu hết những cái gì mà một cái hình cưới cần. Đây thì mình có thể làm cho nó OK hơn chút xíu là mình giảm cái phần sáng xuống nữa để cho nó nhẹ nhàng lại, nó không có bị gắt quá, và chúng ta có kết quả kiểu như này, khá là tây, khá là phù hợp, khá là dễ dùng với những cái hình mà chúng ta chụp rừng, cỏ, cây, vốn dĩ là những cái cảnh có thể gặp được rất là nhiều khi chúng ta chụp ở Việt Nam. Thì đó là tất cả về video này. Nếu như các bạn muốn làm cho nó nhanh hơn, các bạn có thể mua cái bộ Pro Reset của mình bằng cách click vào cái link ngay phía dưới. Và cảm ơn bạn tất cả những bạn đã gửi yêu cầu mình làm cái màu cỏ cháy này. Và đồng thời hôm nay là ngày 20 tháng 10, mình muốn gửi tới 20% lượng người xem của mình ở kênh YouTube Happy Photoshop là những bạn nữ. Chúc các bạn luôn luôn xinh đẹp như hiện tại các bạn đang cực kỳ xinh đẹp. Đó là cái lời chúc của mình và đó là lời khẳng định luôn. OK, thì đó là cái toàn bộ video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tới thời điểm này và đừng quên like, share, subscribe cho mình biết ở tutorial sau các bạn muốn mình làm về vấn đề gì nha. Bye bye.